Ứng dụng kiểu Facebook được cho ra mắt tại Việt Nam khi Cộng sản Việt Nam thắt chặt các luật lệ về Internet. Vào hôm thứ Ba 23 tháng 7, một mạng xã hội kiểu Facebook được cho ra mắt tại Việt Nam. Theo ông Hà Trung Kiên, giám đốc điều hành của tập đoàn kỹ thuật G-Group, Gabo là một ứng dụng di động cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân và chia sẻ bài đăng trên một new feed theo kiểu Facebook. Ứng dụng này đã nhận được 500 tỷ đồng, tức là khoảng 21 triệu 550 ngàn Mỹ Kim tiền tài trợ từ G-Group. Bất chấp các cải cách kinh tế và tính cởi mở ngày càng gia tăng đối với thay đổi xã hội, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông ở Việt Nam và không dung thứ cho việc bất đồng chính kiến. Ngày càng có nhiều nhà hoạt động và người bất đồng chính kiến bị bắt hoặc là xét xử trong năm qua vì đăng tải nội dung trực tuyến bị xem là chống nhà nước. Vào hồi tháng 5, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết gần 10% trong số 128 tù nhân bị giam giữ tại Việt Nam vì bày tỏ quan điểm bất đồng và bị bỏ tù vì đăng tải bình luận chống nhà nước trên các nền tảng truyền thông xã hội như là Facebook. Việt Nam cũng đã gia tăng áp lực lên các công ty như là Google và Facebook với luật an ninh mạng gây tranh cãi có hiệu lực vào tháng 1. Các công ty kỹ thuật toàn cầu và các nhóm nhân quyền đã đấu tranh phản đối đạo luật này. Luật an ninh mạng yêu cầu các công ty phải thiết lập văn phòng tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu tại đó. Hồi tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nguyễn Mạnh Hùng đã kêu gọi các công ty Việt Nam tạo ra các lựa chọn thay thế trong nước cho các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài. Hồi tháng trước, thì Việt Nam đã yêu cầu các công ty không quảng cáo trên các video có chứa thông tin tuyên truyền chống nhà nước được lưu trữ trên YouTube.